Việt Nam mình một năm là tiêu ngân sách tiêu khoảng 2 triệu tỷ đô, à tỷ đồng, 2 triệu tỷ. Mà hiện nay nguồn thu ngân sách là chỉ có 1 triệu 6. Thế chi quá à thầy? Thế thì thành ra là nhà nước, nhưng mà vấn đề nó lại nằm ở chỗ nó rất hay. Là vấn đề không phải là mình không có nguồn thu, mà cấu trúc nguồn thu của mình có, nhưng mà thu nó không về tới bến. Cho nên giai đoạn tới là giai đoạn nào thế nào thu nó về được bến. Vừa rồi thu nó rớt dọc đường nhiều quá. Thế đang phải thanh trừng để còn thu tiền về đây. Thì cái này nó là sự thật của chính phủ. Mà tất cả những cái thông số mà mình xem là cái thông số được public trên cái cổng thông tin của chính phủ. Đúng rồi. Thì cái đấy không úp mở. Ngày xưa thì như em cứ nói chuyện gì liên quan đến ở trên là ngại nói. Nhất là nói trước cả. Ông tớ thì cứ ở trên nói thì mình nói thôi. Ở trên không nói thì mình không nói. Thì mình chỉ ăn theo nói theo thôi. Và thông tin được cổng thông tin chủ động như những thông tin của thầy là thông tin công khai rồi. Bọn em có những địa điểm mà ví dụ là mặt biển của em nhé, bước chân là xuống biển luôn, bãi cát của bọn em, đất thổ cư luôn, mà nước xanh ngọc, nói chung là nó đủ với tố chất gọi là auto là ra tiền, nghĩa là làm là thắng lớn. Nên là bởi bọn em làm kinh doanh, nhưng bọn em cũng phải là như thầy là làm giáo dục, thì nhiều khi cái mô hình của thầy nó sẽ mang tính nhân văn nhẹ nhàng hơn, còn bọn em thì nó phải thẳng, không thắng thì nó cũng không được.